Sagan. Chào các bạn, đây là hành trình về nhà nha các bạn. Thì cái đoạn này là huyện Tánh Linh thuộc tỉnh Bình Thuận. Mình đang trên đường đi ra quốc lộ 1A nha các bạn. Thì đoạn này đi tí xíu nữa ra là ngã ba Tân Minh, quốc lộ 1A. Thì từ ngã ba Tân Minh về Sài Gòn khoảng ngoài 100 cây nữa các bạn, hơn 100 cây số nữa. Thì giờ trên đường về thì những cái đoạn vắng này mình cũng bắt đầu có cái tăng tốc, coi như là nước rút về luôn á, không có ghé chỗ này chỗ kia nữa. Đoạn đường 100 cây số thì cũng chạy tầm chắc cũng khoảng 3 tiếng các bạn. Bây giờ tiếp theo cái clip trước á, thì mình nói về cái dòng xe Underbond, dòng xe Winner mà dành cho nam cho nữ á. Thì xoay quanh cái câu chuyện mà mình chia sẻ với các bạn là chiếc xe Winner này thực chất á, là của cái kiểu dáng là dành cho nữ. Nhưng mà cũng có một số bạn là cũng cứ là không chịu, là nói là cái xe này là thiết kế là dành cho nam, đầy góc cạnh gì đó, nét thể thao gì đó. Thì đương nhiên chiếc xe thì người ta đưa ra một cái mẫu dạng thể thao, thì với lại bây giờ người ta làm là có cái phát triển là theo khí động học á, làm những cái cánh gió lướt gió đó, để khi mình chạy tốc độ cao các bạn, gió nó vuốt theo những cái góc cạnh đó, nó ta gọi là khí động học á. Ô tô hồi xưa các bạn thấy nó vuông vuông, nó đứng đứng, bây giờ nó tròn tròn, nó vuốt vuốt, nó thon thon theo cái thân xe. Thì kỹ thuật người ta gọi là khí động học á, thì mình nói đại khái vậy thôi chứ mình không có nói sâu vào cái vụ khí động học này. Cái đoạn này là ra quốc lộ 1A nha các bạn. Đoạn này vừa qua cái ngã ba Tân Minh, quốc lộ 1A là về Sài Gòn nha các bạn. Thì cái đoạn này theo tôi đi thường tôi biết là nó hay có cái trạm bắn tốc độ của cảnh sát giao thông, do đó là các xe, là tất cả các xe đều di chuyển chậm. Đó, trước mặt chúng ta là có cái bảng khu đô thị các bạn, khu đông dân cư á. Nhưng mà cái bảng này gặp cái bảng này thì lại gọi là cái bảng hạn chế tốc độ trong khu dân cư, khu đô thị. Thì xe cơ giới được chạy với tốc độ là, nếu mà xe ô tô các bạn, là 50 cây số trên giờ. Còn xe máy của mình thì chỉ có 40 cây số trên giờ thôi. Đây là cái ngã ba mà mé tay phải đi về núi Gia Lào các bạn, núi Chúa Trang Gia Lào. Thì nếu mà có con lươn cứng á, thì được thêm 10 cây nữa. Lươn cứng ở giữa các bạn, 10 cây nữa là ô tô thì chạy được 60, là khu đông dân cư. Xe máy thì được 50. Mà cái này, đoạn này nó không có con lươn cứng, thì nó hạn chế mất hết 10 km trên giờ rồi, là còn có 50 thôi. Thì do đó các bạn thấy là những cái đoạn đường mà các bạn đi đường trường kinh nghiệm á, các bạn thấy xe tải, xe khách, xe ô tô, xe con mà chạy nó nối đuôi với nhau mà nó chạy chậm chậm á, nó không có chen lấn, nó không có vượt với nhau á, thì biết là ăn trước có thể là sẽ có chạm cảnh sát giao thông.
hoặc là cái không cái khu dân cư đó là thường xuyên bị bắn tốc độ, do đó là cái cánh tài xế người ta rất là cẩn thận. Các bạn thấy không, xe 7 chỗ, xe tải rồi chạy tà tà tà. Còn riêng mình đi xe máy á, thì mình cũng có thể là chạy hơn. Nói xe khách thì các bạn thấy mấy chiếc xe này nó chạy dữ lắm, mà nó vô mấy cái khu này là nó hình như là nó không dám chạy. Riêng xe máy mình cũng có thể là chạy hơn cái tốc độ cho phép, nhưng mà phải lưu ý, hơn thì khoảng chừng ít thôi, khoảng chừng thay vì nó cho mình chạy 40 thì nó quá chậm thì mình chạy khoảng 50-60 độ lại thôi. Đồng thời khi mà mình để ý là phía trước nó có chạm á, mà mình thấy là mình biết liền, nó lúm xúm đông á, mình chạy tới đó là mình thấy mấy ông mà công an hay là cái xe cảnh sát giao thông nó có cái đèn xanh đèn đỏ nó chớp tắt á, thì mình ngừng lại, mình kiếm đường khác mình đi, nó tránh trường hợp là mình bị bắn. Thì cái đoạn này tôi dám chạy trên cái tốc độ cho phép đó là hai mé bên phải, các bạn thấy có những cái ngõ, thì những cái ngõ đó là đi vòng qua cái ngã ba ông Đồn các bạn. Nếu mà gặp cảnh sát giao thông thì tôi sẽ tạt vô cái ngõ đó, tôi đi vòng qua tí xíu, thành ra do đó tôi cũng không có ngán, không có ngán bị bắn tốc độ chạy, nhưng mà chạy cũng tương đối thôi. Thì bây giờ là tầm cũng là chạng vạng tối rồi các bạn. Thì nếu mà qua đoạn đường này là chắc cũng phải tăng tốc khá về cho nó sớm một tí. Thì đường trên quốc lộ á, thì các bạn thấy thì sau này cái quốc lộ 1A nó nâng cấp lên, nó có những con lương, nhưng mà riêng cái đoạn này á, là từ đoạn này ra Bình Thạnh á, là nó không có lương, nó ít có lắm. Lương là lương cứng đó các bạn, lương cứng giữa đường á. Thành ra cái tình hình giao thông cái đoạn này thì nó cũng tương đối là phức tạp. Thì mình đi những cái đoạn này thì mình nên cẩn thận một tí. Nó giống như cái đoạn mà đi ra Đà Lạt, mà cái đoạn Định Quán, Phương Lâm đó các bạn. Có cái bảng hết hạn chế tốc độ, nó có gạch chéo đỏ ngang các bạn thấy không? Bên tay phải của mình á. Thì cái bảng đó là nó báo hiệu mình là hết khu dân cư, khu đô thị. Thì giới hạn tốc độ cho phép mình đó là ô tô là được chạy là 80 km/h, xe tải xe khách thì 70 nha các bạn, xe máy thì được 60. Mà nếu có con đường cứng ở giữa thì xe máy được thêm 10 cây, tất cả loại xe đều tăng thêm cộng thêm 10 cây nữa là xe máy được 70, và xe ô tô là được 90, xe tải xe khách là 80. Đó là cái luật giao thông, cái quy chuẩn 41 năm 2016 nha các bạn. Nhưng mà cái đoạn này thì nó cũng còn đông đúc, thành ra xe cộ thì nó cũng cái tới đây là nó có cái ngã ba đó cũng hay có công an lắm. Thành ra qua cái bản này rồi nhưng mà những loại xe nó cũng còn dài, chạy tương đối, nó không có bứt tốc, nó không có vượt mà gặp cái vạch liền là dính chấu liền nha các bạn. Cái vạch tức đoạn thì mình vượt được, chứ một vạch liền là dướng vượt một cái là mấy ổng chụp đầu liền á. Thì nói về cái tình hình giao thông cái đoạn này thôi, bây giờ mình xây qua thì nói về chiếc xe của mình, đi chia sẻ chiếc xe của mình đi các bạn. Thì cái đất trước tôi nói là cái này tôi sẽ nói về cái nói về nhớt các bạn. Thì tôi cũng hay làm clip để chia sẻ, thì có một số bạn cũng hỏi tôi là, thì trong cái clip của tôi là tôi hay gọi là nhớt hãng. Thì như các bạn đã biết đó, thì mình gọi thông dụng, mình gọi quen đó, là mình gọi đi nhớt hãng, tức là mình đi xe hãng Honda thì mình dùng nhớt hãng của Honda,
Còn mình đi xe Yamaha thì nhất hãng của Yamaha, những hãng xe mà nó đưa nhất ra để phục vụ cho cái xe thương hiệu của hãng đó thì mình gọi chung là nhất hãng. Ngoài nhất hãng ra thì nó còn những cái hãng khác chuyên sản xuất nhất. Chuyên sản xuất nhất thì trên thương trường thì nó cũng nhiều cái thương hiệu, thì mỗi cái thương hiệu nhất của các hãng thì nó có cái giá thành khác nhau. Thì nhiều bạn nói là biết nhất hãng là loại nhất gì không mà hớ ra là cứ nói nhất hãng, thì cái câu hỏi này tôi cũng không có trả lời được. Tại vì ai cũng biết rồi, nhớt là do từ lấy từ mỏ khoáng sản, gọi là mỏ dầu á các bạn, lên người ta chiết xuất ra là nhiều thành phần, và trong đó là có nhớt. Thì đại khái mình hiểu nôm na là nhớt là cái gốc là nhớt khoáng. Còn những cái hãng khác người ta mới lấy cái nhớt khoáng đó. Cái nhớt khoáng này vẫn sử dụng được rồi nha các bạn, vẫn sử dụng bình thường. Nó thành phẩm rồi, nó cũng như xăng vậy đó. Khi mà người ta lọc ra rồi đó, nó cũng như xăng vậy đó, rồi nó ra thành phần là nhớt là sử dụng được luôn. Thì các hãng người ta mới lấy cái nhớt đó người ta chế biến thêm, ta thêm cái phụ gia này nọ các thứ. Thật ra cái câu hỏi của bạn hỏi tôi là biết nhất hãng là nhất gì không mà hớ ra gọi là nhất hãng thì tôi trả lời không được. Là vì gì đó. Mình giờ mình bàn tới là cái nhất dành cho xe máy đi. Thì tôi đi xe Winner thì mình chia sẻ về chiếc xe Winner. Thì nhà sản xuất á, nó sản xuất là một chiếc xe. Thì người ta biết cái cấu tạo thành phần máy móc chi tiết những gì trong cái máy đó, trong chiếc xe đó, thì người ta phải sử dụng cái nhất gì để cho cái máy nó hoạt động chân chu. Thì các bạn biết rồi, nhất là chủ yếu là bôi trơn, chủ yếu chính của nhất là cái nhiệm vụ của nó là bôi trơn thôi, chứ không có ngoài ra không có làm gì nữa đó. Thì nhà sản xuất của chiếc Honda này á, riêng về chiếc Winner 150 thì người ta khuyến cáo là xài nhớt 30. Cái chỉ số 30 là cấp độ lỏng và đậm đặc hay là lỏng của cái cấp nhớt đó các bạn. Thì nó chia ra nhiều cấp nhớt là 30, 40, 50, 60, 90, 140. Nhớt 140 thì nó cũng giống như gần như mỡ bò đó các bạn. Nó có từ sợi luôn á. Ta gọi là nhớt 140 á. Là nhớt đó sử dụng cho những cái mục đích của xe tải, xe lớn rồi đó. Hoặc là những cái chi tiết mà không có cần cái độ đậm đặc, nó chưa hẳn là mỡ bò, nhưng mà nó đặc, nó có sợi, có sợi đó. Cao nhất là cấp nhớt 140 các bạn. Thì quay lại chiếc Winner này, nó cho mình cái cấp độ nhớt là 30. Thì người ta cũng có lý do của người ta. Do cái máy của mình là máy DOHC, là dạng máy đứng, thì những cái đầu bò cốt cam, đầu gói cam nào nó nằm ở trên cao các bạn. Cái phần cái dòng DOC này á, là hồi xưa là sử dụng thông dụng cho những cái dòng máy lớn. Còn cái dạng mình là xe phân khối nhỏ thì cái máy nó phải thu nhỏ lại, nó gom nhỏ lại. Thì những cái chi tiết trong máy có thể là theo tôi nghĩ là nó rất là nhỏ và mỏng manh. Thật ra nhất cấp nhất mà đặt mà 40-50 thì nó không thể nào nó len lỏi vô những cái chi tiết để nó bôi trơn được. Thì người ta mới là sử dụng cái nhất 30 để cho nó phù hợp với cái chi tiết của cái mẫu máy. Nó len lỏi vô là những cái con ốc nhỏ hay là những khe nhỏ gì đó, nó mới len vô được. Khi mà khởi hành nó mới len vô được, nó mới nhiệm vụ, nó mới bôi trơn được, nó mới không có ra cái sự hao mòn. Thì nhà sản xuất người ta khuyến cáo vậy thì mình cứ xài vậy đi. Bây giờ mình không thích nhất hãng thì mình có thể xài sử dụng nhất của các hãng khác vẫn ok. Chứ nhà sản xuất người ta không có biểu mình xài nhất hãng các bạn, ta chỉ khuyến cáo là xài cấp độ nhất là 30. Chứ không có, người ta không có nói là cái nhất đó là phải nhất của hãng Honda, ta không có nói vậy. Là sử dụng cấp nhất 30 thì thôi.
thì mình chê nhất hãng dở dởm thì mình mua nhất cái hãng khác có uy tín. Rồi những hãng khác người ta chuyên về làm nhớt thì đương nhiên cái nhớt của người ta nó sẽ có thể là tốt hơn, có thể là xịn hơn thì kia các thứ thì ok, nhưng mà phải đúng cấp nhớt của nhà sản xuất đưa ra là 30. Thì do đó thành ra tôi cứ xài nhớt 30. Thì trên thị trường bây giờ thì nhớt 30 các hãng khác nó rất là hiếm, hầu như là không có luôn. Tôi thấy là nếu mà tìm được cái nhớt cái hãng khác mà cấp độ 30 là rất là hiếm. Thành ra do đó tôi phải bắt buộc là phải xài nhớt hãng. Và gọi là bắt buộc cũng không đúng nữa, bởi vì nhớt hãng người ta sản xuất ra là nó ok rồi, nó phù hợp với cái xe mình rồi, mình cứ xài thôi. Giá thành nó lại rẻ, đảm bảo được chất lượng, đảm bảo được cái không bị tình trạng nhớt giả. Thì tội gì mình phải đi lùng sục những cái loại nhớt khác mình xài cho nó mất tiền và cho nó tốn kém, cho nó trúng cái nhớt giả nữa. Đó thì tôi xài nhớt của hãng Honda là cấp nhớt 30 là lý do như vậy. Còn các bạn cứ thần thánh về cái nhớt các hãng khác thì có nhiều cái hãng đó các bạn, ví dụ như là Mutun, Castrol, mà mình nói đây là cái tôi chỉ nói về cái thằng Mutun thôi. Mutun thì là một cái nhạc loại nhớt là tôi không có nói là nhớt đó là dở được. Tôi vẫn đồng ý nhớt Mutun là tốt, nhưng mà nó có một điểm như thế này. Thì bây giờ hớ ra các bạn cái thần thánh là đi mua tôn, đi tu xa thì các thứ này kia là tôi chưa có trải qua, thì tôi cũng chưa biết cảm nhận được như thế nào. Nhưng mà cái mua tôn nó như thế này, mua tôn nó không có cấp nhất 30, nó chỉ có 40-50 thôi các bạn. 300V cấp nhất nó là 40, mà 7.001 mua tôn nó 7.001 nó là cấp nhất nó tới 50 lần. Thì nó không phù hợp lại cho chiếc xe Winner này, chứ không có nói thằng tốt 6, tôi nói chỉ là cấp độ nhớt là 40 là nó không đúng cho cái tiêu chuẩn của cái xe Winner này. Thì những cái xe khác thì nó có tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như thằng Accenter thì nó đi nhớt 40 thì nó là sẽ phù hợp với thằng nhớt cấp độ 40 của thằng Mutun. Còn cái thằng Winner này người ta mặc định của nó là nhớt 30 thì mình đổ nhớt 40 vô là sai. Thì cái 40 á, độ đậm đặc mình vẫn đi được, đi bình thường, nhưng mà về lâu về dài mới biết được là cái sự hao mòn nó là những cái chỗ khe, những cái chi tiết nhỏ nó nhớt không tới, nó sẽ từ từ nó sẽ hao mòn nhanh, chứ không phải là nó hư liền đâu các bạn. Cả bây giờ các bạn đổ trúng một cái bình nhớt giả nó vẫn chạy được bình thường, nó không có hư liền. Nhưng mà cái nhớt giả là nó nấu, nó tái chế lại cái độ nhờn, nó không còn cái độ bơ trơn, nó không có tác dụng nữa thì nó sẽ mau nó giảm đi. Thí dụ 100% nó chỉ còn 20-30% thôi, cũng như là mình đi nhớt cũ vậy đó, thì nó sẽ giảm cái độ hao mòn mình, nó sẽ về lâu về dài mới thấy được cái cảnh là xe mình sẽ, thay vì xe người ta chạy 100.000 cây mới hư cái món đó, mình chạy 30-40.000 nó hư rồi. Lý do là nhớt nó không bơm lên tới đặc quá, hay là nhớt dởm nó mất cái độ nhờn. Thì đại khái nói như vậy để các bạn nắm được cái vấn đề nhớt cho xe máy mà riêng nhà chiếc Winner. Còn nói về cái nhớt xịn thì cái chiếc Winner này nó không cần xài tới cái nhớt xịn các bạn. Cái nhớt 30 nhớt bình thường là đủ đáp ứng cái nhu cầu bôi trơn cho cái máy xe Winner này rồi. Thì một cái bình nhớt hãng là 116k, thì các bạn cứ tính đi, chạy là được từ 2.000 đến 2.500 km thay một bình, và theo trong cái thông số kỹ thuật người ta ghi như vậy. Còn bây giờ 300V nó 400-500.000 một bình thì chạy cũng 3.000 tới 5.000 thôi, nhưng mà giá thành nó gấp 3 cái bình của nhớt này. Nhưng mà nó ghi ví dụ từ 4.000 đến 5.000 thì thực tế các bạn cũng 3.000 các bạn thay rồi, chứ mà để tới đó thì nhớt nó cũng đang thui thù lùi. Còn riêng cái nhớt hãng này thì nó ghi là 2.000 đến 2.500, nhưng mà thực tế là tôi đi khoảng 1.000 đến 1.500 là tôi cũng đã thay rồi, thì cái độ nhờn nó còn, mà mình xài gán quá hết cái độ nhờn nó hết thì nó sẽ gây ra cái thiệt hại hao mòn cho cái máy móc của mình. Mà mình đi xe, mình cũng yêu thích xe, mình cũng chăm chút chiếc xe, mình phục vụ cho nó để nó phục vụ ngược lại cho mình,
mình cưng nó thì một chiếc xe nó sẽ trơn tru, nó sẽ bền vững thì mình đi nó thoải mái. Nhưng mà mình đầu tư không đúng thì tôi thấy nó phí quá các bạn. Có nhiều bạn có nói là nhất hãng bây giờ nó ra cái loại là tổng hợp, là tôi có xài thử chưa, rồi tôi cũng trả lời luôn là tôi thấy rồi, tôi biết rồi, nhưng mà giá nó tới 300 mấy chục ngàn một bình, khoảng 320 các bạn, nó cũng mắc gần gần như mua tin luôn rồi. Mà cái xe này không cần thiết để xài tới cái nhất đó. Thậm chí bây giờ cái xe Winner này, cái này các bạn đổi nhất khoáng cũng vẫn xài tốt luôn. Nhất khoáng là nhất phi đó các bạn, một phi 200 lít á. Hồi xưa là những cây xăng đó là nó bán cho mình là nhất phi á. Thập niên 90, 80, 90 là xài nhất phi không à. Cả xe Dream là cũng xài nhất phi luôn các bạn. Còn những cái dạng cúp 80, 81, 82, 83, 84 là cũng xài nhất phi không. Mà hồi đó chiếc xe đó nó đắt tiền lắm cho các bạn. Chiếc 81 hồi đó nó thị giá cũng khoảng là 3 cây vàng. Mà 3 cây vàng theo giá trị bây giờ á, hồi xưa nó hay thị vàng lắm chứ nó không có tiền. Chiếc 78 là cũng 2 cây mấy rồi. Mà 3 cây vàng giờ các bạn cũng cả 100 triệu các bạn mua được chiếc xe xịn rồi. À, thì theo tôi á, thì chia sẻ các bạn là đi dòng xe phân khối nhỏ không nhất thiết phải đi cái nhất xịn cho tốn kém làm gì, chủ yếu là thay nhớt đúng định kỳ là xe mình sẽ bền, bảo đảm với các bạn luôn. Thì tới đây là video cũng dài nha các bạn, tạm biệt các bạn nha.